các bác đã vào vụ bọc ổi rồi. Và đây là dòng xốp bọc ổi 4 mùa. Một dòng xốp mà các bác anh nhà mình có thể chống nắng, chống ruồi vàng và chống sâu bệnh. Đấy, và bên em thì đang đóng gói từng cân một để gửi tới tận cho khách hàng nhé. Thì em cũng quay về cái xốp bọc ổi cho các bác anh nhà mình được xem này. Về dòng xốp thì nhà em sẽ lồng sẵn là bóng này và chun. Đấy, chun ở trên đầu, bóng ở bên ngoài. Và với này thì em đã buộc chặt hết như này về, các bác chỉ cần xòe ra và đeo vào quả ổi thôi. Đấy, chỉ cần mở ra như này và đeo vào quả ổi. Quả ổi các bác sẽ đeo tầm bằng từ ngón tay to hơn một chút này trở lên nhé, để phòng chống sâu bệnh ruồi vàng tuyệt đối luôn. Đấy, và với dòng xốp bọc ổi này thì sẽ làm cho quả ổi chống nắng này. Và kể cả các bác sử dụng ít nhá, cũng cần đeo cái bọc ổi này vào. Bởi vì khi trồng ổi mà không bao bọc ấy thì ở thời điểm này là không được ăn đâu. Bởi vì nó sâu bệnh rất là nhiều các bác ạ. Đấy, ngoài xốp bọc ổi ra thì bên em còn bán lẻ là chun và bóng. Đây các bác anh này, chun và bóng như thế này. Với những cân xốp bọc ổi như này thì em sẽ gửi từ tận nhà các bác anh luôn nhé. Đấy, bác nào anh nào mà đang cần cái chun này, một gói chun này là nửa cân. Một gói chun này là nửa cân các bác ạ. Chun này là chun siêu dai, siêu bền luôn. Chống bị ghẻ. Đây này, các bác nhìn này. Đấy, đây là chun đây. Các bác nhìn nhé, cái chun này sự đàn hồi của nó cực kỳ là tốt. Và đối với các bác anh nhà mình dùng vài vụ, nó vẫn chất lượng như thế này luôn cho các bác anh nhé. Vẫn chất lượng luôn. Và một túi như này đó là 5 lạng này các bác này. Các bác đang mua lẻ một lạng một là 20.000 đồng trên một lạng các bác nhé. 20.000 đồng trên một lạng này. Còn với các bác anh nhà mình mà cần bóng rồi thì em cũng mang bóng này. Cái bóng này các bác lưu ý sử dụng bóng mờ như này nhé. Sử dụng bóng mờ cho em. Và bên cạnh của nó là sẽ có là hai lỗ như này. Cạnh của nó sẽ là hai lỗ. Đấy, cái này là cái bóng của nó nhé. Và với xốp bọc ổi này và chun bóng thì hôm nay bên em đang nhận gửi miễn phí ship tới tận nhà khi các bác anh nhà mình mua từ 5 cân. Đấy, bác nào anh nào mà mua 1 cân thì mất tiền phí vận chuyển nhá. Đấy, bác nào anh nào mà cần ít hay cần nhiều cứ gọi điện tới đầu số điện thoại ở trên màn hình video để chị em nhà em sẽ đóng gói gửi đến tận nhà các bác anh luôn nhá. Đấy, và với xốp này thì nó dài tầm 14 cm, bọc quả ổi tầm độ 8 lạng đổ lại. Đấy, nhất là ổi Đài Loan ấy thì các bác đang sử dụng rất nhiều. Muốn ổi ngọt ngon, không dám, không sâu bệnh, nhớ bọc ổi các bác nhé. Đây là ngoài dòng bọc ổi này ra, bên em còn có cả túi vải nữa. Túi vải để bọc cam, xoài, vũ sữa, có hết nhé các bác anh nhé. Đấy, và số điện thoại thì bên em đã ghim ở trên góc màn hình. Chỉ cần các bác anh nhà mình alo trực tiếp thôi, bao nhiêu cũng có. Mua nhiều là miễn phí ship tới tận nhà luôn các bác ạ. Đừng quên đăng ký kênh này của em nhé, để xem được rất nhiều những cái sản phẩm hay về dụng cụ nông nghiệp. Cảm ơn các bác nhá. Nhớ đăng ký kênh để mùa này, mùa sau các bác lúc nào cũng xem được em. Số điện thoại để em ghi ở ngay góc màn hình các bác ạ. Chào và cảm ơn các bác nhá.